Ba người đang làm gì vậy? Linh à. Hả? Hôm nay anh làm tất cả mọi chuyện này là vì Linh đó. Linh có biết rằng có nhiều người mất rất sớm, tại vì ông trời quá thương người ta. Còn Linh, Linh vẫn còn tồn tại ở đất nước này là tại vì có một người thương Linh hơn cả ông trời. Người đó chính là tôi. Tôi thích Linh. Hả? Ba người thích Linh luôn hả? Linh, Linh đừng hoang mang và lo sợ, bởi vì quyền quyết định vẫn là của Linh mà. Linh à, Phi có món quà này muốn tặng cho Linh nè. Linh có biết không, Phi suy nghĩ lắm, không biết tặng gì cho Linh. Phi nghĩ biết Phi bị bí, cho nên Phi tặng Linh bó bông bí nè. Nè, tự nhiên tặng bông bí cho người ta là sao? Thì bí ai? Quá, thì bí quá, tặng bông bí, không lẽ bí quá kêu Linh tặng thằng cu tí. Nè, nói bậy bạ gì vậy? Ờ, mà Linh thích không? Ờ, Linh thích lắm. Trời ơi, chắc lần sau tặng bông mắc cỡ. Ê! Suy! Hả? Thì có sao không vậy? Té dập mặt sữa mũi luôn rồi. Linh à! Hôm nay cuối năm rồi, Khanh cũng muốn có chuyện muốn thổ lộ với Linh. Linh à, thật ra Khanh thương Linh như mẹ. Thằng Phi nó bí, nó tặng bông bí. Khanh là một người đàn ông thanh lịch, Khanh tặng qua. Trời ơi! Nè! Làm sao? Chứ bây giờ người đàn ông thanh lịch không giờ không lẽ dắt đi. Ê, dắt đi đâu? Đi dùng lại có tiền đâu đi. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Trời đất ơi, lần đầu tiên gặp gái hoang mang quá trời, không cầm thấy khẩu trang nữa, quê quá Phi. Nè, hai người đang bị gì vậy? Té dập mặt thêm lần nữa chứ chị. Nè, Đức. Đức tặng Linh gì vậy? À, nó tên Đức chắc nó tặng hả? Tặng gì kể nó. Linh à. Ừ? Đức biết thằng Phi nó bí nên nó tặng Linh bông bí. Còn Đức, Đức... Đức bị bóng hả? Ờ, nó tặng con bóng luôn kìa. Đừng bao giờ đánh giá mọi việc bằng vẻ bề ngoài của nó, mà hãy nhìn vào bên trong đi. Trời ơi, trời ơi. Truyền thuyết có kể rằng khi hai người yêu nhau thì thường tặng nhau bông hồng để thổ lộ tình cảm với nhau. Và Đức quyết định tặng cái bông hồng này cho anh Khánh nè. Trời ơi, sao té xỉu vậy? Tại sao vậy? Đừng có nhìn tôi, đừng có nhìn tôi, mắc cỡ quá à. Mắc, đừng có nhìn. Ờ, nhìn hoài mắc cỡ quá, chắc tôi tàng hình quá. Tàng hình. Ủa, mọi người vẫn thấy tôi hả? Vậy tôi tàng hình cách khác, tôi sẽ tàng hình không thấy mọi người. Tàng hình. Ồ, không thấy rồi nè. Đúc, bị khùng hả? Linh, Linh đừng có hiểu lầm nha. Mấy cái chuyện thằng Đức làm mà Khánh với Phi không có biết. Tại vì cuối năm rồi, Khánh với Phi muốn bài trò này kêu nó nhờ nó làm để thổ lộ với Linh thôi. Đúng rồi, tính tỏ tình giấc cứu chót thôi mà. Cứu chót cái gì? Linh thấy không có vui gì hết trơn á, trời á. Thấy chưa, tôi nói rồi, Linh không có thích mấy cái trời đâu mà bắt tôi giận hoài. Sẵn cái chớn mà đang rớt của mấy ông đó, cái tôi giận cái tôi cua hai ông luôn đó. Mắc cỡ nữa rồi, mắc cỡ nữa rồi, chắc tàng hình nữa quá, tàng hình. Linh, Linh kệ nó đi. Thật sự á là nó tỏ tình Khánh với Phi. Khánh với Phi không biết, Khánh với Phi là chỉ có thích Linh thôi chứ không thích nó đâu. Linh đừng hiểu lầm. Ơi, không thích tôi tại sao nhận quà của tôi? Nhận quà của Đức á hả? À, Đức tặng quà cho ai? Ủa bà biết sao không? Tôi á là tôi biết anh Phi anh thích con gấu á, mà con gấu Misa nha, nên tôi tặng anh Phi con gấu Misa đó. Con gấu Misa hả? Ờ. Có phải con gấu này không? Ý, chào Misa. Con gấu này á là của Phi tặng cho Linh mà. Tạm biệt gấu Misa nhé. Tại sao vậy? Tại sao Phi lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu có tôi nữa. Tôi đã đoán trước được chuyện này rồi. Bởi vậy tôi đã làm trước đón sau. Tôi chuyển qua yêu anh Khánh nè, anh Khánh à. Nè, hôm bữa Đức tặng Khánh nguyên cái bộ vẽ đâu rồi? Khánh cầm trên tay nè. Thấy chưa, tôi nói bà đồ anh Khánh thích
tôi mà. Phi thấy chưa, anh Khánh mới chung tình thôi. Lấy ra cho mọi người coi đi anh. Quà tặng mà tặng ngại. Ngại gì, lấy ra đi, lấy ra đi. Trời ơi, tôi á, tôi vẽ anh Khánh là bằng nguyên bộ đồ thể thao rất là manly luôn đó. Tôi nói thiệt nè. Ủa, sao biến thành áo dài vậy? Vậy ai? Bé Linh. Linh ơi, đêm qua anh đồ áo dài mà mặt anh bự quấn đồ là cái mặt em không được, anh xin lỗi. Tại sao vậy? Tại sao Khánh nữa đối xử với đất như vậy? Thiệt là tôi không tiếc sống nữa, ông trời ơi, hãy giết tôi đây. Pịt, nó còn đập luôn, pịt. Trời ơi! Người anh tại sao lại cho em niềm đau cay đắng trái ngang ngã ba tình? Giờ đây em làm sao thì thôi anh về mau, tình yêu tôi lỗi. Alo, chị không có ý định tự tử nên đừng có tư vấn bảo hiểm nha. Cúp máy đi. Tại sao nó gọi tôi lúc ngặt nghèo như vậy, sao nó biết vậy ta? Ai biết má. Thiệt luôn á. Đó Phi, mày thấy chưa? Dây. Mày có phải là đàn ông không? Thằng Đức nó tặng quà cho mày, mày lấy quà của thằng Đức mày tặng lại cho con Linh. Mày có thua kém gì tao đâu. Hả? Nghĩ sao mày vẽ Phương Linh mà cái đầu đinh của mày. Hả? Hay lắm. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Thằng này nặng hơn này ba lạng nè. Im đi. Thôi được chưa? Đức thấy làm như vậy vui lắm hả? Lấy tình cảm của người khác ra làm trò đùa là vui lắm hả? Trả hết cho mấy người nè. Nhưng mà tôi thấy nãy giờ là vui mà. Ê. Quá đáng. Lên cái khung tranh. À, trời ơi, sao dữ vậy? Trời ơi, tìm giúp tôi đi, tìm đi. Tìm cái đi. Gì? Tát cái rớt bóng luôn rồi. Nghĩ sao cái gì còn dở được vậy? Linh cuối năm là đáng luôn rồi đó. Đức. Ông bên tôi đi. Tao biết cảm giác của Linh rồi đó. Giả đã thiệt. Ai, mình làm cái gì vậy? Đức yêu Linh. Mày yêu Linh hay là mày yêu Lan? Làm gì vậy? Làm gì là gì mày? Tại sao mày nhắn tin với con Lan vậy tao? Ê, nó tôi của Lan hả? Ôi chị em mình nội ơi, cháy nhà biết không? Trời ơi, ghê mất chết à. Nếu mày không cua con Lan vậy tại sao nhắn tin với con Liễu? Liễu nào nữa? Liễu yêu đầu tư, bồ của tao. Trời ơi, đâu ra mà tôi cua gái quá trời vậy nè, trời. Nếu mà mày không cua con Liễu á, tại sao mày cua bà Lệ? Bà Lệ nào? Bà Lệ bán cái tiên trường mình. Bà nội ơi, bà Lệ bốn mấy tuổi sao tôi cua? Tôi không có, mà tất cả tôi không có, tôi không có giỡn mấy người nha. Thiệt tình luôn á, tôi đi á. Trốn rồi. Tụi tao không quýnh mày á là sao? Mới quýnh tôi. Cú đấm này nè, tao dành cho con Lan. Ui da, tình đi. Còn cái này dành cho thằng Điệp. Ui da, Điệp có liên quan gì trời? Lộn con Liễu. Ui da. Còn cái này, tao dành cho bà Lệ. Ui da, đau quá, tao đừng có đánh nữa trời. Ui mấy người con trai mà tao đánh con gái trời, thôi. Thôi đi. Đủ rồi nghe. Cái gì cũng vừa vừa lại tao nha. Còn muốn đánh lộn mà. Muốn đánh lộn mà. Bước chưa đây. Nào, còn thằng nào nữa bước vô đây. Tao nói cho mày biết, tao không có thích Lan của mày, cũng không có cua Liễu của mày. Mà lẽ gì đó, trong trường này tao chỉ thích Linh thôi. Đức mới nói gì? Tao nói thích Linh đó. Linh mà. Thôi đi. Đức thích Linh sao Đức không nói? Linh biết hết rồi hả? Hả? Tại sao Đức không nói là Đức thích Linh? Hả? Tại sao Đức nói đi? Tại sao Đức không thích Linh hả? Thì mặc cảm. Đức phải nói chứ. Đức tức là mặc cảm. Linh thì biết cái gì? Mặc cảm cái gì? 3 năm được rồi. Linh làm gì vậy? Đức sẽ phải trả giá. Nè, tôi không có giỡn mấy người nha. Hey, 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 hey.
phần dự thi của thí sinh Bá Đức. Thì anh nhìn các em diễn một cái tiểu phẩm ngắn nói về tuổi học trò, anh rất là thích. Anh nhớ là hồi xưa tuổi học trò anh cũng vậy đó, nhưng mà anh không có nhát như cái cậu này. Anh yêu là tỏ tình liền, rất dễ thương, rất là hay. Cái tiểu phẩm này làm cho anh nhớ lại kỷ niệm hồi xưa anh cũng mặc cảm nghèo lắm. Anh quen bà xã anh bây giờ là cũng không dám nói y chang em. Bá Đức đã làm cho anh gợi lại nhớ là cái kỷ niệm mình ngày xưa. Rồi anh có dạy đến cô vợ không? Đúng đó, anh chưa đủ thông minh như Bá Đức để nghĩ ra. Nếu anh nghĩ ra cái này chắc cũng được á. Ghê lắm. Hả? Bị anh xấu lắm, đừng làm. Em thôi bỏ đi ha. Cái gì? Em nói, mà em nói anh xấu mà dưới vỗ tay luôn á. Vậy là đúng hả? À, đúng chứ. Giống như anh Tài nói á, tôi nghĩ là cái tuổi học trò thì không có đủ thông minh để mà làm như vậy. Và cái anh này ảnh, tôi nghĩ anh là giỡn mặt á. Khi mình làm cái gì mình phải làm cho đẹp, phải làm cho ra, đánh cho thiệt. Còn đánh không được thiệt lắm, nó không có, nó rất là sân khấu. Giống như anh Tài nói là em quá khôn để mà em chuẩn bị như vậy. À, riêng bản thân em, kỹ thuật biểu diễn của em, chị mong á, là nó sắc giống như là thuốc bắc á, nó sắc hơn nữa, trải dài cho nhiều người quá, nó không có đậm như là của em. Khi mà mình làm cái gì mình phải đậm ở mình trước, đây là cuộc thi mà, cho nên lên sân khấu rồi sống chết mình phải bản lĩnh, mình phải theo nó. Còn em cứ lật lật như cái màu áo của hai đứa này nó mặc á, nó có đậm đà như chị với anh Tài. Chị với anh Tài là hai cái màu cam đậm vô cái là em chói mắt em nhìn thấy liền, hiểu không? Nó chị biết thân biết phận, già có tuổi kiếm màu đậm chặt tụi nó, hiểu không? Mình ra sân khấu mình làm lợi này, mình làm kia. Xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị giám khảo. Và số điểm của thí sinh Bá Đức sẽ được giữ lại cho tới cuối chương trình. Anh Dũng nè, anh gì? Có nhớ một thí sinh mà liên tục đạt được con điểm 10 đến từ ban giám khảo không? Hồng Thanh với ai? Đó. Mà với hôm nay chủ đề tình, không biết Hồng Thanh làm cái tình gì mà đã thuyết phục được ban giám khảo lấy được điểm 10 nữa không ta? Làm tình anh bán chiếu hả? À? 7. Cái tình anh như nước con sông già. Tào lao không? Nó làm tình gì? Tình anh bán nước mắm. Hả? Người ta mà cũng đi trễ nữa. Mỹ Mỹ ơi, anh tới rồi nè. Mỹ Mỹ ơi, anh mắm, anh lên luôn em ơi. Alo, alo, trời anh chạy xe vô nhà. Alo em hả? Ok, chạy xe chứ sao em. Sao vậy? Ê, từ từ. Chết em ơi. Anh ơi, không dựng lên luôn hả? Xe đâu có chân trống đâu. Trời đất ơi, xe không có thắng, xe không có chân trống, rồi sao anh chạy? Trời, anh đường đường là một công tử, một đứa con của tập đoàn nước mắm lớn nhất thế giới, thì chắc chắn xe anh phải không đụng hàng. Những cái người mà chạy xe cũ khác thì nó quá thường, đúng không? Anh phải có điểm nhấn. Nhấn quá giờ dập lá lách rồi nè. Thôi nè, anh ghẹo em hoài à. Mà em giận anh bây giờ á, sinh nhật em mà đi trễ vậy đó. Ôi mắc cười quá trời, tại em không, cái nhà em nó rộng quá em biết không? Anh chạy 4 tiếng đồng hồ mới vô được cái phòng khách đó. Anh chạy vòng vòng cái bùng binh ở trong bếp á. Anh thấy ngã tư anh bắn ra, trời đất ơi, security nó rượt anh. Nhà anh có đèn đỏ mà sao không nói anh? Trời đường đèn đỏ á. Anh nói đi sinh nhật Mỹ nó mới cho anh đi đó. Thấy thương quá à. Nói nghe nè, giúp anh chuyện được không? Sao? Dừng chiếc xe lên tiếp anh nhé. Thương anh lắm em mới phụ á nha. Dừng lên tiếp anh đi, em khổ quá. Ơi sao vậy? Em dập cái lá lách bên này luôn rồi em. Cứu anh. Dạ. Trời ơi. Có kìa, người thì như con mắm con khô mà đi chiếc xe kìa. Sao đâu. Trời em. Từ khi mặt trời đang khuất xa, chỉ còn mình hai chúng ta. Anh sợ ngày mai rồi sẽ về đâu người hỡi. Em tìm vào trong giấc mơ, đắm chìm cùng muôn ý thơ. Thật tuyệt vời, hương tình dâng nồng thắm. Nào ai có hay biết ngày sau, đừng lạc mất những phút ta còn nhau. Bầu trời đôi sao sáng kia, chưa nguyện lời không cách chia. Ai thèm yêu anh mà cứ làm như gần gũi. Thiệt không? Bên ngoài nhiều cô rất xinh, có mấy người làn da trắng tinh. Thì anh lại chẳng nên đắm ai ngoài cô bạn gái. Khó đi quá trời ơi, khi anh chẳng thích dạo chơi. Tình yêu
tặng em cái vali luôn. Hey, bình tĩnh nha em. Thì dạ anh. Trời ơi, anh tặng em cuốn kim từ điển hả? Em bị điên hả? Chứ gì. Đừng nói cái thắng xe anh nha. Trời, nếu mà cái thắng xe anh thì anh gắn vô xe anh rồi. Tặng em làm cái gì? Chứ gì dạ. Cái chân trống. Anh nói giận đó, mở ra đi bất ngờ lắm. Anh làm em run quá à. Mở ra đi. Em mở nha. Ừ. Em mở nha. Mở ra đi em. Vâng, xin trân trọng giới thiệu với em chai nước mắm gia truyền của dòng họ nhà anh, được ủ 1000 năm. Em, chai nước mắm này không phân ure, không chất bảo quản nè, hàng sử dụng hết tiết mục nha. Bây giờ anh nói nghe nè, để có được chai nước mắm như thế này gia đình rất là cực khổ. Dòng họ của nhà anh phải bắt cá cơm ở vùng biển Tam Giác Quỷ, sau đó dòng họ mới quyết định mua nguyên một cái hầm Thủ Thiêm chặn hai đầu lại ủ nước mắm trong đó. Anh, vậy có phải hầm Thủ Thiêm mà lúc 9 giờ tối á? Là đúng rồi, 9 giờ tối là đóng cửa, sáng 6 giờ mở cửa, trong khoảng thời gian đó là ủ cá cơm của anh đó. Ghê gớm vậy. Nhưng mà nó vẫn chưa lên men, gia đình anh mới tức quá, mới mua nguyên một cái lò luyện tiên đơn của Thái Bạch Kim Tinh để ủ. Em, ông cố nọ anh gặp Tề Thiên mấy lần rồi chứ không giỡn đâu. Vậy hả anh? Ừ, bây giờ Tề Thiên đâu còn giữ ngựa, đâu còn giữ vườn đào nữa. Ồ, chứ giữ gì? Đang giữ kho mắm của anh ta chợt á. Trời ơi, thiệt hả? Anh nói giỡn chứ sao mà thiệt được đi. Ồ, ghẹo em hoài à. Này, đây không phải là quy trình nước mắm, mà là công thức nước mắm. Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cái điện thoại này, nhưng nó không quan trọng. Quan trọng là em thử nước mắm đi cưng. Đợi anh chút xíu. Không thử được thì ăn với cơm nguội nha. Con em với cơm nguội cứ ngon lắm. Trời ơi, anh nhật em là anh mang nguyên chén cơm dặn hờ vậy hả? Trời đất ơi, anh phải đầy chuẩn bị đầy đủ cho em. Nè, mời mọi người ăn thử đi mọi người, nước mắm gia truyền nhà em đó. Mời mọi người nhìn lên bản đồ. Nhanh. Đây. Tập đoàn nước mắm của chúng tôi đã chiếm 99% thị trường nước chấm. Tôi đã đẩy được nước mắm qua tới Hoa Kỳ, New York, New Zealand, London. Em biết tổng thống Mỹ không? Ông Donald Trump có mang nước mắm nhà anh không á? Thiệt. Còn đây, dấu chấm nhỏ nhất đó chính là chị nước tương, do bà Mỹ Kim làm chủ tịch tập đoàn, nhưng bà ta đang dần dần chết mòn bởi tập đoàn của chúng tôi. Nào, hãy ra đây. Cho tôi hỏi thu nhập của chị một tháng bao nhiêu? 10 triệu đồng. 10 triệu đồng thưa quý vị. 10 triệu. Nhưng nếu chị giới thiệu được nước mắm cho chúng tôi tới bà con dòng họ anh chị nội ngoại của chị, thì chị sẽ nhận được hoa hồng từ công ty của chúng tôi lên tới 100 triệu một tháng. 100 triệu một tháng thưa quý vị. Thì tổng thu nhập một năm của chị là 1 tỷ 200 triệu. Nhân thưa quý vị, 1 tỷ 200 triệu. Tôi đồ đen 1 tỷ 200 triệu, mất tích luôn rồi. Nào, mục tiêu của chị năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của em năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của anh năm 2017 là sẽ đẩy tập đoàn nước mắm lên tới lõi của trái đất. Nào, mời các bạn hãy làm theo tôi. Nè 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 nè. Tự nhiên anh bán hàng đa cấp trong nhà em vậy? Kỳ cục. Anh quên, sau này lấy em về á, anh sẽ biến em trở thành bà hoàng nước mắm. Em đi tới đâu là mọi anh nhìn tập trung về em tới đó. Bằng cách nào? Bằng cách gì? Bằng cách xịt dầu thơm của anh nước mắm. Đừng. Trời ơi, sao xịt nước mắm cho người em vậy? Cái gì em? Nè, hiệu nghiệm tức thì, xem nè. Sao ai cũng nhìn em vậy? Họ đang kỳ thị em đó. Họ đang xa lánh em nữa. Bởi vậy em là của riêng anh. Em nghe thấy sợ sợ á. Sao mà không sao? Anh biết lo cho tương lai của tụi mình như vậy á, em thương anh lắm. Anh, bây giờ em đã biết được giá trị của chai nước mắm này nó như thế nào rồi. Yes. Ngày hôm nay, chai nước mắm này sẽ là món quà vô giá trong ngày sinh nhật của em. Chỉ cần em cười là anh thấy hạnh phúc rồi. Em vui lắm. Em yêu anh nhiều. Anh em cảm ơn anh. Không có gì hết, anh yêu em. Sao tự nhiên em đập chai nước mắm gia truyền của anh? Em cố ý á. Ủa, cố ý là sao em? Tại sao? Dạ tại vì mẹ em là bà nước tương Mỹ Kim đó anh. Wow. Wow. Em tách anh lên được nốt nữa. Wow. Nè. Sao?
đó tới giờ giữa anh và em có cái gì là thiệt không vậy? Ơ dạ có. Dạ có. Hả? Dạ. Nó nằm ở đây nè anh. Đó phải vậy nó chứ. Nó luôn luôn thiệt, nó luôn luôn nằm ở đây. Cái lòng gì? Thù hận đó anh. Nè, tôi nói cho cô biết. Giữa tôi và cô kể từ nay chấm dứt. Đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Đi. Nhà em. Tôi nói tôi nè. Ê. Hả? Cửa sổ. Ai xây cửa sổ như cửa cái gì trời. Tạm biệt. Tôi thách anh ra khỏi đây được đó. Ủa? Vậy chứ cô sẽ làm cái gì tôi hả? Được chứ. Wow! Xin chào chị người nhái. Đeo kiếng bơi trên đầu làm gì vậy? Chị mới đi bơi về. Ồ. Dạ mẹ. Nhiệm vụ con xong rồi. Vô đi. Ờ nhưng mà. Vô đi. À thì ra là ai? Đối thủ thị trường của tôi đây mà. Xin chào bà Tương Mỹ Kim, chủ tịch tập đoàn Kim Mỹ Tương. Gọi tôi là Mỹ Kim được rồi. Xin chào bà Mỹ Kim bán nước tương. Nào, mời bà ngồi. Cứ tự nhiên như nhà mình, đúng không? Tôi thật không ngờ tất cả mọi chuyện này là trong kế hoạch của bà. Và tôi càng không ngờ hơn bà có thể dùng con gái của bà để làm con cờ. Đồ bỉ ổi. Bỉ ổi? Hay không là do cách mình đánh cờ kìa cậu trai. Ủa vậy tại sao bà lại đi nước cờ này? Bà muốn cái gì? Công thức nước mắm. Thì mày nói người ta cho mày khùng cái gì mà phải làm cái kế hoạch lao vậy? Cho nha, nói cho đi nha. Thì bà nói bà xin đi. Trời ơi cho tôi đi. Cho con mắt bà. Đâu có ngu như vậy. Được lắm. Tôi hỏi một lần cuối, công thức nước mắm có đưa hay không? Nói xin là cho, không có hỏi nữa. Đi mày. Mày, mày nói xin là cho. Cái gì? Không bao giờ tôi làm ăn được với mày hết trơn. Bây giờ, này, bây giờ mày xin khẩn cầu tha thiết được rồi tôi cho. Xin cho xin khẩn cầu tha thiết đi. Cho đi nè. Cho cái cù lâu đi chứ cho. Không bao giờ tao làm ăn được mày. Bởi vì tôi không. Một mày điên cái gì tôi chứ tôi đưa công nước mắm cho bà. Không hả? Mà mỗi người làm nó phân nửa cũng được vậy mắc mới. Mày đừng mắc mà. Tôi mới giết bà chứ bà khùng. Nè. Mày ngồi đây nè. Bây giờ sao? Chứ sao? Cũng tại cậu. Gia đình cậu, dòng họ nhà cậu. Làm cho tôi. Nóng quá. Oh my god. Đương đương là một chủ tịch mà. Xin lỗi cái nó nguy hiểm trên đầu vậy. Cậu kể tôi đi nha. Sao dòng họ tôi làm cái gì bà? Hả? Cũng tại cái miệng của cậu. Dòng họ nhà cậu, nguyên tập đoàn của cậu. Làm cho gia đình nhà tôi, công ty của tôi sụi bại đuối. Tôi không ngóc đầu lên được. Bởi vậy cậu nghĩ làm sao mà tôi tha cho cậu được. Hôm nay cậu không đưa thì tôi cướp. Trên bàn kìa. Có giỏi thì lấy đi. Trên bàn? Trên bàn đó. Ê. Ê. Mỹ Kim. Do you marry me? Oh yes. Yes, mấy trai, mấy trai. Dễ gì tôi lấy bà. Không bao giờ tao làm ăn được với mày. Nè, tôi nói cho bà biết nha. Tôi yêu con gái của bà. Chứ không phải là tôi yêu bà. Nè. Ý, tôi khổ đen. Tôi không cần, tôi không cần. Hôm nay, tôi sẽ dạy cho bà một bài học. Để coi, cậu dạy tôi cái gì?
Một người đi xe máy vận tốc 69 km/h, hỏi người đó đi hết 90 cây, người đó đi hết bao nhiêu thời gian? Anh nói thầy, hồi xưa con cấp học của thầy đó nhớ không? Giờ chỉ con cái câu này rồi con trả tiền cho thầy nha. Alo thầy ơi, con bạn chị Mỹ Kim nè thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người đi xe máy vận tốc 69 km thì họ hết tiền rồi thầy. Ủa? Tôi mới ứng 3.000 sáng mà. Trời ơi. Thọ, bắn gì 5.000 coi. Em có xài điện thoại đâu. Thật giờ này mà không xài cơ thầy. Đấy. Đấy, cho chị 5.000 tôi. Mấy còn có 1.500 à? Mày hèn quá, điện thoại mà không có đủ 5.000 nữa. Ai bắn cho 5.000? Tôi mới bắn mà 5.000 á. Thầy, giúp con đi, con quê lắm nè thầy, giúp con đi thầy. Alo, thầy ơi thầy. Dạ, con bạn với Kim nãy nè thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người xe máy vận tốc 69 km thì họ hết pin. Câu trả lời là cái gì? Mua sách dạy đi. Đồ khốn, quất ra. Hey. Cho bà biết, mãi mãi bà sẽ không bao giờ lấy được công thức nước mắm. Nếu như không lấy được nó, tao sẽ chôn mày cùng với nó. Nè, nếu tôi chết, chắc gì bà đã còn sống. Tao đã mua chuột của nó bằng tiền. Tiền của bà chưa chắc gì bằng vàng của tôi. Vàng cứng hơn kim cương. Nhưng mà kim cương của bà làm sao qua được nhan sắc của tôi? Ê! Chị! Chị! Đuối lý rồi chứ gì? Vậy thì mày chết chắc! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi! Tại sao ban đầu mẹ nói với con chỉ cần công thức nước mắm thôi mà? Bây giờ liên quan tới tính mạng con người nữa là sao thưa mẹ? Mỹ Mỹ! Đây là kế hoạch của hai mẹ con mình! Mà là kế hoạch thì làm gì có thiệt ở đây, đều là giả dối. Mẹ! Nhưng mà con yêu ảnh là sự thiệt. Con phản bội mẹ. Được rồi. Bây giờ, một là con về với mẹ, để mẹ con mình là bá chủ thị trường nước chấm. Còn hai là con về với nó để làm bà chủ thị trường nước mắm. Và đừng bao giờ gọi bà Mỹ Kim này là mẹ. Giỏi lắm con gái. Mấy mày hay lúc anh chết trong chậu đường ống mưa kìa anh ơi, cái đường ống nước tương nhà em nó bể anh ơi. Trời ơi, sống với nước mắm giờ chết với nước tương. Anh ơi, anh khờ quá đi, em lừa dối anh như vậy mà anh còn đỡ đạn cho em chi nữa. Em cười lên. Tại vì anh muốn hóa giải hận thù giữa hai tập đoàn nước mắm và nước tương thôi. Nhưng mà anh nói em nghe nè, lý do cũng bởi vì anh yêu em biết không? Mà trong tình yêu người ta hay làm những cái chuyện điên khùng nữa. Bởi vậy
vì em anh sẽ làm những chuyện thật khác thường. Vĩnh biệt anh Mẫm. Anh Mẫm, tình yêu sao khác. Ủa, anh chưa chết hả? Chết sao được mà chết? Ủa cái gì ghim vô đây đâu có vậy nè? Anh chết. Đạn cao su mà chết gì được? Anh chết. Anh chết đi nè. Giỡn gì kỳ cục mà. Mẹ này. Có sao không? Có đau không? Ủa, cái chuyện này là sao? Có gì đâu. Tại vì ban đầu á, mẹ em không có tin là anh thương em thiệt, cho nên là em với mẹ em mới cá cược nhau vậy thôi. Trời. Rồi đỡ, anh không đỡ viên đạn cho em thì sao? À, tao đi tù. Anh thì em vô thăm mẹ thôi. Wow. Vô thăm mẹ nha. À, dạ dạ dạ. Mẹ buồn. À, dạ 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 dạ. Rồi sao, chúc mừng. Ê, con trời, chúc mừng con đã dễ dàng được cái đó. Mẹ ơi. Mẹ ơi, đừng. Mẹ đừng chuyện với chết con luôn á. À không, đừng chuyện cho anh chết đây đi. Thôi, nói gì nói đi mẹ. Trời ơi, chị à, qua nãy giờ thì mẹ đã hiểu tình yêu của hai con là thiệt. Mẹ tin điều đó. Dạ. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để làm bá chủ thị trường nước chấm Mắm Tôm. Yêu sao khác, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không. Xin cảm ơn phần diễn viên rất xuất sắc, Hồng Thanh. Hai bạn nữ đứng lại chút xíu đi. Bạn nữ bên áo xanh tên gì ạ? Dạ em là Hạnh Thảo. Đẹp quá, hợp. Làm bạn Thảo này là diễn viên trong nhóm kịch Buffalo, vừa là diễn viên nhạc kịch luôn á chị. Vừa hát, vừa nhảy, vừa múa gì vậy? Chịu quá, trời ơi, em diễn mà chị cứ thấm nước miếng anh Tài hoài luôn đó. Trời. Giải rồi thấm. Em ơi, đẹp quá. Đẹp chứ. Hợp lý quá, chảnh như mày. Con chủ tập đoàn là phải rồi. Nãy em được hùng á, hết à, con chủ tập đoàn chịu luôn. Lúc mà xà lên á, Are you gonna marry me đó? Yes, I do. Trời ơi, nổi hết cả da gà. Khủng khiếp dễ sợ. Chị nghĩ một cái bà bệnh như em là lấy cái ổng đó. Trời ơi, chị chịu quá. Hai bạn đứng đây vô nha. Vô. Ừ. Hả? Thôi hai đứa vô đi. Hai đứa vô đi. Cảm ơn hai đứa nghe. Chị chịu em quá. Thanh ơi, đây là một cái tiết mục để mà đi trình diễn rồi. Có phải là thi cử nó đâu mà chấm. Hợp lý, tiết tấu, hình thể, nhảy múa, võ thuật tốt, nhịp điệu trong người của tụi em ba đứa đều tốt hết. Tình cảm là ra tình cảm, tào lao là ra tào lao. Hợp lý, họ gây là một tiết mục biểu diễn 10 điểm, khỏi nói nhiều. Vâng, lại một số điểm 10. Biết trước đến từ nghệ sĩ Việt Hương. Bất kể nhạc nào mở lên em cũng feel theo đúng cái beat nhạc như vậy. Khó để kiếm một cái người nghệ sĩ như em. Cái cốt của em là cái cốt phải làm nghề này, em không có làm nghề khác được đâu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Anh không cho 10 điểm anh biết em. Anh không cho 10. Anh không cho 10 điểm anh biết tôi. Thật ra là anh rất tiếc. Tại tiếc vì cái cậu Hồng Thanh này tháng 12 rồi có tham gia trong cái live show của anh. Mà tại do là vấn đề kịch bản cho nên không có thấy được cái tài năng của cậu. Thấy cái điên của nó đúng không? Rất tiếc. Nếu mà anh coi trước cái này là anh đã cho em một cái vai rất là hay. Em quá hay. Anh thích nhất là cái đoạn em với cô đó nhảy Broadway. Nhạc kịch rất hay, rất tốt. Mặc dù sau đó em có thở nhiều, nhưng mà không sao, do sức khỏe mình thôi. Nhưng mà em trụ tự động của mẹ em toàn là diễn bằng sức khỏe, hành động không là anh rất là thích. Nói tóm lại là bà Hương bà sao thì anh sẽ như vậy. Yes. Xin chúc mừng cho Hồng Thanh. Chị Khái Như, chị bị cuồng á chị Khái Như. Chị làm hành động gì? Mê quá. Đầu tiên hỏi Hồng Thanh là em đã không? Đã, rất đã. Trời, em tính hỏi luôn á chị. Giờ chị rõ rồi. Không phải khi mà nhìn Hồng Thanh là biết ảnh đã hay không liền. Dạ, thật sự mà khi mà xem em diễn á, chị bị ngưỡng mộ á. Coi em diễn mà ước gì được diễn với ảnh luôn á. Thích quá, chị thích. À Lập, sao tự nhiên trầm tư vậy em? Em định xin cái vai mà cô áo xanh á hả Như? À không, em vòng vòng bên kia đó, chị đừng chặn em, tội em. Hồng Thanh là một thí sinh rất giỏi. Hồng Thanh tự thân hết trơn à. Nói chứ Hồng Thanh mà có ai cố vấn thì người đó khỏe. Hồng Thanh là một người rất biết lo. Tất cả mọi thứ mạng miếng đều là do cái tư duy của Hồng Thanh tự sáng tạo ra. Em chỉ là người cố vấn cuối cùng, em chuốt lại, em làm hợp lý quá và xử lý hết tất cả mọi thứ thôi. Em có cái nhìn tổng quát. Xin cảm ơn nghệ sĩ Huỳnh Lập. Nói tóm lại là cái tiểu phẩm rất là xuất sắc. Mà có điều cái là
nước quá nha, tiết chế lại chút xíu mắm. Xin cảm ơn những lời chia sẻ của hai vị giám khảo và tất cả các vị cố vấn. Ráng lên bà ơi, ráng lên, sắp gần tới bờ rồi, ráng lên, tôi đưa nó vô tới bờ, bà ơi, ráng bà lên. Mẹ ơi, gió mạnh của con sợ quá ba mẹ ơi. Bám chặt vô đi con, gió lớn quá ông ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Ráng đi, ráng đi bà ơi, đừng có bà ơi, ráng đi bà ơi, đứt xuống con ơi, đứt xuống, đứt xuống. Bám vô đi con. Bà ơi, bà ơi, gió quá, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi ông ơi. Cảm động quá con ơi. Chú là nhà văn, chú tới đây để chú quan sát cái cảnh làng chài, chú về chú viết một câu chuyện, chú sẽ viết về câu chuyện cuộc đời con. Không chú, đừng viết cái chuyện của ba mẹ con. Ba mẹ con đi biển mất là cách đây 10 năm rồi. Đừng có viết câu chuyện nó buồn lắm. Có câu chuyện thì thú vị hơn nè. Chuyện gì con? Sự tích bãi dâu. Nghe sóng vỗ tình mưa. Trời ơi, có ai cứu vợ tôi không? Trời ơi, cứu vợ tôi với, tôi không biết bơi, có ai không? Có tôi. Trời ơi, còn đứng làm dáng nữa, cứu vợ tôi lẹ đi, nhanh lên, nhanh lên. Thì biết cái này để cứu rồi mà, trước khi cứu phải khởi động tay chân cái đã. Trời, khởi động lẹ đi, em ơi ráng lên. Mình ơi ráng lên, mình ơi. Ráng lên, đợi đi, ráng đợi nó xíu đi em ơi. Cái gì mà lâu quá vậy? Lẹ lên cái gì vậy? Đáng lẽ còn động tác nữa xong đánh cái quên nguyên bài luôn nè. Bây giờ làm cái gì nữa lẹ đi, từ vợ tôi ở dưới kìa. Không, phải có bài khác, phải bài khởi động khác mới được. Bài gì? Yoga. Vợ ơi, ăn gì anh cúng em ơi. Em ơi, mang gì để anh cúng em ơi. Em ơi, không dám kêu nó luôn đó. Bây giờ mà kêu nó giật mình, nó làm lại từ đầu. Trời ơi, lẹ lên. Vợ người ta ở dưới bảo còn yoga nữa. Cứu, cứu, cứu. Cứu lẹ lên đi. Khoan, khoan. Giờ phải lấy hơi, miệng hơi thiệt sâu mới lặn sâu xuống đáy biển được. Rồi rồi, lẹ lên chứ vợ tôi sắp tới biển rồi. Ê, sao? Lấy hơi nhiều quá gió vô đau bụng nè. Dạ, dạ. Nói vợ anh ngưng chích đuối 5 phút cho em hết đau bụng 5 cú. Vợ vợ. Cái gì vậy? Trời ơi, đi cứu vợ lẹ lên đi ở đó mà. Rồi, cứu. Lẹ lên. Cứu đi. Chị ơi, chị đâu rồi? Em ơi, có nghe trong tiếng gì? Ráng lên, nhanh lên. Ráng lên mà, ráng lên. Ê. Chị ơi, cứu em với chị. Ê, cứu vợ tôi, cứu vợ tôi, cứu vợ tôi. Cứu em đi, cứu em đi chị ơi. Trời. Anh ơi. Hả? Vợ anh mất tiêu rồi. Chị chết rồi anh ơi. Mà lúc này chị chết thì siêu thoát đi chị. Chị chết rồi. Tất cả lỗi là do anh. Tại anh không biết bơi. Tại em. Tại anh không biết bơi. Tại em. Để anh đi theo vợ anh. Anh đi theo vợ anh. Em ơi, có nghe không tiếng gì? Trời ơi, ông bơi còn hơn người nhái nữa trời. Thua cho chị rồi. Ông muốn chị chết chắc luôn đó. Con ơi, câu chuyện này nó cũng cảm động xem câu chuyện trước đó con. Khoan, mọi người ơi, cảm ơn mọi người dàn dựng nha. Rồi, cảm ơn chị. Mệt gần chết luôn á, thiệt luôn á. Cảm ơn chị. Đồ 50 ngàn ra làm được chút hết. Trời ơi, không ngờ. Không ngờ chỉ có một cái thúng thôi mà con kể một câu chuyện rất cảm động, rất tình thúng.
Cái thúng. Chú biết chú viết về cái gì rồi. Chú sẽ viết về cái thúng. Một câu chuyện tình thúng cảm động. Ôi câu chuyện nặng nề quá, làm sao tôi viết nổi đây. Tôi phải làm sao? À, chị bán lưới. Câu chuyện về lưới của chị sao nè? Chú ơi, quay lại chú ơi. Khổ ghê vậy đó. Trời cũng cô trước. Cũng cậu trước. Cũng cô trước. Cũng cậu. Cũng cô. Cũng cậu à. Cũng cậu. Cũng cô. Cũng cậu. Cũng cô. Cũng cậu. Cúng cô. Cúng. Phe nào vậy? Phe này. Cúng cầu cơ. Cúng. Thôi nè bây giờ nè, khỏi cầu cô cậu lên trơn á. Cầu người có âm chiên mệt. Cầu có đi biển có an toàn không phải không? Con này con người bình thường có nhìn biển nè. Hồi sáng giờ ngồi thấy sóng mạnh lắm. Biển động mạnh á, nay đi biển coi chừng nguy hiểm tính mạng á. Trời ơi, nói gì vậy? Tao bậy tao bạ đâu mà ra. Con nói thiệt. Nói gì kỳ cục vậy con? Bây giờ phải làm sao? Thôi bây giờ vậy nè. Ở cái làng mình á, bây giờ phải cho mượn xác để mà gọi hồn lên. Mời cô, mời cậu, mình biết mình ra khơi được không? Bây giờ là con còn nguyên đúng không? Bây giờ con giúp mấy cô, mấy chú ở đây để Bảo làm cho. Bảo làm nha. Vô chuẩn bị đi. Đó, bây giờ hay đó quá. Mọi người phải tin nha. Tin mình mới cầu cô cậu lên được. Tin lắm, yên tâm đi. Rồi, mà khoan, đâu có biết cầu nghiêm túc là cầu sao đâu. Đây nè, có ghi thơ từ đi nè. Rồi. Đọc thôi. Rồi, tập trung đi. Ngày tháng năm. Vô rồi đó. Anh Năm ơi. Ơi. Tôi nhớ anh nhiều lắm. Tôi anh thân nhau từ hồi nhỏ mà. Đi đâu cũng đi chung hết á. Rồi cái đi cầu cô cậu cũng ngồi kế nhau. Tôi thương anh như vợ tôi. Ê! Cái gì vậy dạ? Anh bậy thôi bậy. Cái gì vậy? Cho tình nghĩ về tình anh em nhỏ lớn thôi. Hỏi đi. Nè biết không, con mắt dông hay lắm nè. Tí sủ dừng mình thì con mùi thân dẫu tức hợi bóng. Có căng có cốt vô đây nè mới đúng nè. Rồi. Đây đúng là cái này đúng nghiêm túc. Cái này đúng nghiêm túc nè. Tôi nhớ là có cái bài hát khấn cầu cơ cầu hồn đến hay lắm. Bài hát đó là sao? Rồi, nhớ rồi. Tập chắp tay trước người mình đi. Rồi. Hey. Hồn ơi xin hãy quay về nghe ta hỏi thăm. Hồn hãy nhập vào thân xác linh thiêng, cứu nguy dương trần, cứu độ chúng sanh. Đây là các bạn, cái nhạc nó còn miếng đó. Cái còn nhạc nó còn miếng. Lên dắt luôn. Đây là nhãn thơ. Đây là trái cây. Đây là bông hoa. Đây lòng chúng con đang cầu xin về đây chơi cứu giúp con. Còn ơn. Lên tiếp. Thử coi đây nè. Rồi lên lại tiếp nè. Mơ chôn biển khơi xa hãy mau nhập vào. Hồn mơ phía núi non cao cũng mau nhập vào. Chớ có dối gian phải tội. Cầu dòng ơi cứu cho. Còn bằng không thì chịu chết. Cầu dòng ơi cứu cho. Tăng xin cứu giùm cho con hãy mau nhấp vào đi. Cô vậy nó cầu hay lắm luôn, đừng có giỡn chơi. Ôi nó cầu bát giới lên luôn. Má ơi má ngủ hả? Cô cậu lâu quên ngủ quên luôn. Câu đang quen đi. Hay. Qua đi. Hay cô hay cậu? Rose. Rose gì? Rose. Cái gì? Rose. Rose là má nào? Em sách. Em sách in Titanic. Titanic là ai cơ? Nhìn kìa. Biển động mạnh lắm. Biển động mạnh. Đông go. Biển động mạnh lắm. Đông go. Đông go. Baby. Đông go. Nhìn đi. Biển động gió giật kìa. Cấp 6, cấp 7, 8, 9, 10, 11, 12.
đừng ra biển, biển động mạnh lắm, biển động mạnh lắm, đừng ra biển. Cái gì vậy? Nó nói cái gì vậy? Nó nói cái gì tôi không biết, nhưng tôi biết bài hát hồi nãy là của Lam Trường. Ông này, bây giờ nó nói cái gì mà ra biển rồi, cái gì biển động mạnh lắm, đừng đi là sao? Ôi. Ê. Ta là Thủy. Thủy Tiên. Lại gần em một chút thôi. Kiss me, kiss me. Ghi chặt đôi bờ vai gió đêm con dài. Lại gần em một chút. Thủy Tiên ơi, Thủy Tiên, anh còn Vinh còn đá banh không? Tiên à, ta là Thủy Tinh. Hả? Chị Sơn Tinh đâu? Thủy Tinh luôn kìa. Sơn Tinh đâu? À, Kim Sơn Tinh kìa. Sơn Tinh đâu? Kim Sơn Tinh làm cái gì? Núi dựng núi lên đi. Núi đâu? Núi. Núi đâu? Núi. Núi. Núi làm cái gì? Thủy Tinh dâng biển lên rồi. Biển động mạnh lắm rồi, đừng ra biển. Thủy Tinh dâng biển lên rồi. Cái gì nữa vậy? Sao không hiểu gì hết trơn. Sao mà lên rồi cứ nói biển động mạnh rồi đừng ra biển là sao? Ê, Bảo. Ôi ơi. Ôi ôi, cái gì mà ghê vậy? Ôi ôi. Ôi ghê. Ôi, ê, lăn lên vô đây nè. Vô, lăn vô. Đi qua dạ. Đi. Ai đây? Đó, vừa lắm. Vừa lắm con. Ai đây? Ai đây? Ai? Ai? Ta là Mỹ Nhân Ngư. Mày... Ôi ôi. Hay quá. Mỹ Nhân Ngư. Anh cho Trinh Trì còn làm phim không? Mày điên. Anh khỏe. Trời đất ơi, đó giờ tôi chưa thấy con cá nào mà xấu với con cá này. Này cô gái duyên dáng, nàng tiên cá phải có nhiều loại chứ. Ta là tiên cá mặt quỷ. Tiên cá mặt quỷ thì về biển đi, lên đây làm gì? Cho thở chút xíu đi, mới dưới biển lên hơi mệt. Ai biểu lăn lộn như dữ chưa? Vừa lắm. Lên rồi hỏi gì hỏi đi. Thì hỏi nè, cho sao biển vậy êm đềm đi ra khơi được không? Không được đâu, biển động mạnh lắm rồi. Trào dâng ở dưới ra là chết đó. Sao sự không đi bình thường mà. Bình thường mày biết cầu lên trèo tao lên chi đó mày nói bình thường. Thì tao hỏi hang đồ đó. Mắc cho mày hỏi đó mày. Mày mắc cười quá. Mắc cười mày cười đi. Đi về đi con cá quỷ. Thôi tao không về đi rồi sao? Đi. Tao dẫn tao đi về. Không về vậy đi. Không về rồi sao? Đi làm giờ, làm giờ. Đánh cho mày ra nè. Mày tưởng tao đánh được hả? Tao kéo chân đi đánh mày nè. Sao mày? Trời ơi, chúng sanh là nguy hiểm. Ác từ ăn ca ác ra phòng ngoài ác đủ cái lẽ vô hồn còn đát rồi sao mày? Tao chửi không ra câu ra từ. Tao mệt quá mà. Tao tiên cá mà. Mày chửi nó đi. Mày chửi đi. Một mình tao chửi đó, ngồi chửi lại đi. Tao đứng không lên, nói chuyện với con cá. Im mày. Sao mày? Trời ơi, ngon nói tiếp nào đi mày. Tao chửi mệt lắm rồi đó. Nè, mày ngon, tao nói mày, tao giả mày nha, cái con cá. Tao chưa đi, chưa đi luôn á. Tao chưa đi luôn đó. Thời cơ hả? Mày cơ hội hả? Thôi đứa đồ phá câu. Mày quay hướng mặt trời hả? Chân lý cháu chiếu rọi mặt mày hả? Giữ mặt với tao. Xuất ra nè. Xuất! Đau quá không xuất được luôn nè. Xuất ra! Xuất! Ai là cá quỷ, xin lỗi mày. Đi. Ủa cô cậu ơi, ai nhập vô con mà còn đau ngược đau má chứ cô cậu? Có đau họng cô cậu ơi. Lúc nãy người nhập vô con là một con cá rất là giọng mẹ. Cái giọng mẹ, giọng mẹ đâu? Nó chửi tàn sát dân làng luôn. Ghê vậy? Mà nó cá gì? Nó là cá mặt quỷ. Mặt quỷ? Mặt quỷ. Rồi mà nó nói cái gì? Nó nói là bây giờ biển động nó không được ra khơi. Không được ra khơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô cũng thấy biển động á, đừng ra khơi. Làm cái chuyện phi lý làm sao không được? Không, biển động lắm ra khơi là... Thôi mệt quá đi. Nãy giờ mọi người không biết gì hết hả? Nhìn nó đi. Nhìn nó biết nó giỏi trò, giỏi khùng, giỏi điên, kêu mọi người đừng ra biển đó. Không, con nói thiệt á. Tin con đi. Con là người phàm mắt thịt, cần người có âm. Con nhìn sóng mạnh lắm, gió lớn lắm. Biển động mạnh bữa nay đó. Không có đâu, mày đừng có nói, tao không có tin mày đâu. Mấy lần trước con nói có bảo, cũng có bảo thiệt mà. Tại mấy lần đó hên thôi. Mày mắc cười quá, nếu như mà mày nói được cái điều đó, mày dự đoán trước được thì ba má mày...
Thôi mệt quá đi, giải tán chỗ này đi. Bây giờ tôi nói nè, bà con không ra biển là không có cơm, không có cá ăn đâu. Còn mà ai muốn ở nhà theo lời nói thì cứ việc ở nhà. Tôi là tôi đi đó. Chú Năm ơi, con nói thiệt hả chú Năm? Tình không đi chú Năm? Không. Chú Bảy ơi chú Bảy, cái đó là miếng cơm manh lưới mà. Họ phải đi làm mới có cá ăn, sự nghiệp của người ta. Năm ơi, cứ đi đi, tôi ở nhà cậu dù. Thôi Bảo ơi, bây giờ mọi người tin tưởng con, nhờ cậy con vậy mà con nói sẵn nó bậy không có được đâu. Thôi, mình vô mình giá lưới mình ra thôi, cho lẹ đi. Lẹ lẹ lẹ. Mấy cô ơi, đừng có đi mà. Sao lúc nào Bảo nói mấy cô cũng nói Bảo quở vậy? Bảo nói thiệt á. Trời ơi, tụi ông Năm bị xét đánh rồi kìa bà con ơi. Ra cứu người. Cứu người. Cứu người. Ông Năm ơi, ông Năm đâu rồi? Ông Năm lên đi, ông Năm cứu Năm nào, ông Năm ơi. Còn ai nữa không? Con cứu mọi người nè. Còn ai nữa không? Mọi người ơi. Mừng quá. Còn đủ hết. Đâu rồi, mọi người đâu hết rồi. Thằng Bảo đâu? Nó mới vớt tôi lên mà thằng Bảo đâu rồi? Nó mới vớt tôi lên đây mà thằng Bảo đâu? Đi tìm nó nhanh lên. Thằng Bảo đâu? Con nè, hết Bảo rồi, biển lặng lại rồi, mọi người yên tâm nha, an toàn hết rồi. Cô ơi, cô thấy không, con nói hay không, hết Bảo rồi, mốt cô mới tin con nha, con nói là phải nghe. Cô, có Bảo thiệt á, mốt con nói đừng cãi con, nó mới chú đừng ra biển nữa. Ông Năm ơi, ông Năm là cứng đầu nhất luôn á. Con không học chứ con biết có Bảo mà. Ông Năm, thằng Bảo đâu? Con nè ông Năm. Thằng Bảo đâu? Chú Bảy ơi, thằng Bảo đâu? Thấy con chú Bảy. Con Bảo nè chú Bảy ơi. Cô thấy con không? Cô thấy con chưa cô? Mọi người ơi. Thằng Bảo người ơi. Thằng Bảo nó chết rồi. Không sao hết mọi người. Bảo không sao hết á. Bảo ở biển, bà bảo vệ mọi người, không cho ai làm hại mọi người đâu. Mọi người yên tâm nha. Mẹ, ba, ba mẹ kìa. Mọi người ơi, Bảo được gặp ba mẹ của Bảo rồi. Ba mẹ, ba mẹ ơi! Có những câu chuyện tôi không thể lột tả hết bằng chính ngòi bút của mình. Tôi xin giữ nó lại trong những trang nhật ký. Câu chuyện của tôi mang tên Tình Biển. Mở đầu câu chuyện bằng hai từ Bảo ơi. Và xin chúc mừng cho thí sinh Minh Dự đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Tiết chế cảm xúc lại. Khi mà em làm gì đó em bị quên đi, quên đặt để mình là Bảo đi. Phải giữ lấy cái bản thân của mình.
để mình biết là mình đang ở trên sân khấu. Đó, ví dụ hôm nay chị thấy đỡ hơn nhất với những cái đêm khác mà chị chưa thấy kịch bản hay, chị chỉ thấy em thôi. Như hôm nay chị đã thấy kịch bản tốt. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Anh là thấy em cố tình làm cái đoạn giữa đó dài để cho nó có cái không khí hài, rồi mới chuyển qua cái đoạn sau của em mới là cái ý chính. Dòng trước anh không biết, nhưng bữa nay riêng về dự, hồi đó giờ anh có coi em diễn rồi, cứ tưởng là em cứ diễn những cái vai vui, nhưng mà bữa nay em đã thể hiện tốt. Em là một người diễn viên có thể làm hài và cũng có thể diễn bi mà khiến cho anh rơi nước mắt. Cảm ơn em. Xin cảm ơn nghệ sĩ Chí Tài. Dự, em thấy thế nào? Em thấy mừng. Cảm ơn Dự đã tin mèo. Cảm ơn Dự đã trở lại. Và thực sự tới giây phút này thì Như cảm thấy như vậy là quá tốt với mình rồi, đúng không Dự? Số điểm của thí sinh Minh Dự sẽ được giữ lại vào phía cuối chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, trong xã hội bây giờ thì tình yêu được chia thành rất là nhiều thứ. Ví dụ là tình yêu cha mẹ, tình yêu tuổi học trò, tình yêu thương con anh, người tình nè. Yêu thương anh chị em nữa. Nhưng mà thí sinh Lâm Thắng của chúng ta là một loại tình rất khác, rất đặc biệt. Đúng. Đó là tình yêu thầy trò và tình yêu giữa người và thú. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem tiết mục của thí sinh Lâm Thắng. Tương truyền cổ dĩ hồ ly tu luyện ngàn năm trong những hang động tâm tối. Khi hóa thành người, chúng thường có nhan sắc mỹ miều. Cái gì vậy mẹ? Chó sói bớt xịt khói. Các con ơi, ta đã tu luyện hàng ngàn năm ở đây, nhưng ta chưa thấy cái vũ đoàn nào múa nền mà làm lền bền luôn múa chính. Múa chính phải lít quýnh với cái dàn múa nền này. Nhưng nhờ các con múa hay, múa đẹp, tổ hợp đều mới che đi những động tác sơ sài và nghèo nàn của mẹ. Ôi trời ơi, mới ra mà sao có cái điềm gì nó không có lành lắm. Chẳng lẽ ngày hôm nay anh ấy không được nghĩ như vậy. Tiếng bể ly này chắc chắn là có người đột nhập vào lãnh địa của chúng ta. Các con đánh hơi. Mày ma. Dạ. Hồ ly chứ không phải chó mà đánh hơi tới gớm vậy. Bị lộn. Chẳng hay các con có đánh hơi giống mẹ hay không? Có. Hơi dài. Tất cả các con slogan dắt đến nhà hồ ly cũng đánh. Gan lắm, loài người hôm nay dám đến đây. Được, ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. Các con dạ. Trốn với bà nội. Ta tới đây. Hey! Tập trước nhắc tới ly na trà, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Tập này Lâm Thắng lãnh hội bị loại bất ngờ. Hai tào lao hả, mới vô chỗ anh rồi làm lại. Dạ. Hey! Tập này Lâm Thắng lãnh hội tình huống bất ngờ. Hey! Chúng ta đã tới nơi rồi. Đến đâu? Động hồ ly. Hai! Tiêu diệt hồ ly, giải cứu sư phụ. Cha! 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 Hai đệ à? Hả? Hai đệ đã bỏ rơi ta rồi đó. Sư huynh, cố lên! Cha! 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 Bộ hoa siêu đẳng tiến thẳng vòng vòng. Chị qua đây, chúng ta chạy tới bao giờ? Cố lên hai đệ, gần tới rồi. Chừng nào mới được dừng lại? Nãy giờ có chạy đâu mà tới. Chị làm gì chi? Làm màu. Cái tào lao. Mệt cha. Chết luôn à. Cổ nhân có câu, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con kìa chứ. À, hai đệ làm gì? Bắt cọp. Ta bớt mũi hai đệ bây giờ. À, ta bắt cọp hay bắt chó đâu. Tại sao lúc nào ta nói hai đệ cũng chỉ hiểu nghĩa đen không vậy? Bây giờ ngoài cái việc mà vào hang cọp bắt được cọp con, ta còn cách khác. Cách đó chính là dụ rắn ra khỏi hang. À, chị bắt rắn hay bắt cọp? Bắt hồ ly. Hả? Cách nào?
ta đã nghiên cứu rất kỹ cái đặc tính của nó rồi. Hồ Ly rất thích nghe nhạc, và đặc biệt là nhạc của Hồ Ngọc Hà. Các ngươi định bắt bọn ta đúng không? Trời ơi, các ngươi có biết các ngươi làm như vậy thì tụi ta sẽ sướng lắm hả? Các ngươi làm cái gì vậy? Dân hiến. Hả? Tráng sĩ à, tụi em ở trong rừng mà tụi em không dám nói. Sợ nói ra mọi người biết tụi em ế lâu năm. Thôi đủ rồi, ta không giỡn các ngươi nữa. Hôm nay ta đến đây, một là để thu phục các ngươi, hai là để cứu sư phụ của ta. Thu phục bọn em? Phải. Chẳng hay tráng sĩ có gì mà đòi thu phục tụi em? Tất nhiên, trước khi đến đây ta đã chuẩn bị một loại bùa, đó gọi là bùa tương tác. Em không sợ, em đã có sa lông bát để trả thù. Không sao rồi, chế đã chuẩn bị hết rồi mấy đứa ơi, không bao giờ hả mà đấu lại chế đâu. Chẳng hay bùa tương tác của nhà ngươi có tác dụng gì? Bùa tương tác thì ta làm gì, ngươi làm đó. Em làm chó, chàng làm gì? Ngươi làm chó, ta làm thỏ. Em làm cỏ cho chàng ăn. Ta làm khăn cho nàng tắm. Em làm mắm cho chàng chưng. Ta làm lưng cho nàng gãi. Đừng sợ hãi mọi người ơi, em nói chơi cho vui đó. Mày im đi. Giờ mày muốn sao chơi hả mày? Chơi không? Chơi hả? Kệ mẹ. Mẹ đừng đàn ông mẹ, đừng đàn ông. Hey, hey, cố lên, cố lên, cố lên. Mẹ ơi đừng, đừng. Thôi, sao vậy? Chết điếng. Trời ơi, chẳng hay nhà ngươi đến đây rồi còn biện pháp gì để bắt ta không? Nếu như bùa tương tác không tác dụng với ngươi, vậy thì chúng ta sẽ đối đầu. Đối đầu được. Rết. Có két, có két, có két. Làm gì vậy? Mài dao. Gì vậy? Chắc nhau. Tào lao. Cái tụi tao. Giờ tao. Thôi mà mẹ. Mẹ. Bây giờ sao? Nếu như bùa tương tác không tác dụng với ngươi, vậy thì ta sẽ dùng pháo thần công. Các con cẩn thận. Các đệ lập trận. Trời ơi đó. Các con. Mẹ. Mẹ ơi bây giờ mẹ sao ơi. Mẹ ơi. Các con hãy hợp lại. Không sao đâu. Hãy hát đi nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Các anh ơi, ngày hôm nay sao các anh biết sinh nhật của em mà đến đây tổ chức vui quá vậy? Happy birthday. Thôi, đủ rồi. Các đệ làm gì vậy? Hả? Ta nói là đem pháo thần công, tự nhiên đem pháo bông như gì vậy? Pháo thần công nó chưa có ship kịp. Em mua đỡ pháo bông. Trời ơi, anh chết ta rồi. Cái khác là không, cái khác. Không sao. Người ta có câu thua keo này ta làm bày hầy keo khác. Không, ta bày keo khác. Lũ hồ ly này rất sợ tre trúc. Cái gì vậy? Chúng ta sẽ bài trận trúc tre này. Hỡi hai em Trúc Lam, Trúc Linh, dạ gian trận. Trời ơi. Hey! Hey!
nãy giờ ta giỡn với ngươi cũng quá đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì vậy? Lật mặt. Hả? Hả? Tất cả các con tập trung, mi mắt mộng mị biến hình. Hả? Hả? Anh đây. Dạ. Đừng nhìn trực tiếp vào mắt của hắn. Dạ. Ôi! Chết rồi sư huynh, đừng để quên đeo mắt kính mát rồi. Hả? Đây. Trời. Đôi mắt ấy quá thắm thiết ân tình, người ơi luôn thầm nhớ. Có sao lòng em? Vậy là chính tay ta đã làm mất tất cả huynh đệ rồi sao? Nhà ngươi, ta làm sao? Ta thua. Ánh mắt ấy quá thắm thiết ân tình, người ơi bao đêm em luôn thầm nhớ. Lý muội à, Trang Sĩ, đôi của muội thật là xinh đẹp. Mẹ ơi, tại sao? Mẹ tại sao ngươi đã tháo mắt kính ra rồi mà ngươi vẫn không bị mê hoặc? Bởi vì ta đeo công tắc len. Trời ơi, ngươi gan lắm. Các con, dạ, sức. Tiêu diệt tất cả mọi người. Mẹ, mũi dài lái kiều đòn. Mẹ, ta sẽ thách đấu với người. Dài. Mẹ ơi, cẩn thận mẹ ơi. Cố lên mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Kim diệt ma xuất chiêu. Ôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Dừng lại đi. Dừng lại đi mà. Dừng lại đi. Hình nhân biến hình. Mẹ ơi, đừng mà, đừng mà. Các con, các con. Mẹ ơi, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi đi. Người không thả sư phụ ta ra thì ta giết toàn bộ các người hết. Đừng mà. Tình Lan, sư phụ, sư phụ, sư phụ, nghịch đồ. Sư phụ, nãy giờ đệ có nghịch gì đồ của sư phụ đâu. Trời đất ơi, ý của ta là các ngươi chính là những kẻ học trò hư hỏng đó. Ý là sao hả sư phụ? Dạy nó đi. Hồ bụi, mụ có làm sao không? Hey, hey. Tình Lan, các con, hãy mau lại với mẹ đi. Lại đây với mẹ, lẹ lên, lại đây. Sư phụ, mẹ ơi. Vậy nghĩa là sao? Là sao sư phụ? Các con đúng là những kẻ vô cùng hồ đồ, chưa tìm hiểu kỹ càng đã vội vàng tìm đến đây náo loạn đến như vậy. Các con có biết không, đây chính là những ân nhân đã cứu mạng sư phụ đó. Ân nhân? Đây là ân nhân của sư phụ à? Chính xác, đây chính là những vị ân nhân đã cứu mạng của ta. Cảm kích ơn cứu mạng này nên ta đã quyết định ở lại đây làm thợ hồ để xây sửa lại cái hang động của họ cho nó đẹp hơn chút xíu. Và cũng chính trong thời gian ở lại đây, ta đã nảy sinh tình cảm với hồ tiên muội muội. Sư phụ à, không thể nào được. Dù họ là ân nhân của sư phụ, nhưng với người và hồ ly thì không thể nào có tình yêu. Vạn lần không thể. Ta cấm các ngươi, ta cấm các ngươi gọi ta là hồ ly. Từ ngày mà ta gặp Tình Lan đây, ta bên này. Từ ngày gặp Tình Lan đây, ta đã thay đổi danh phận. Ta đã thay đổi tên, không còn là Hồ Ly nữa. Ta cũng đã đổi tên tất cả các con của ta rồi. Tên gì? Chẳng hạn như con bé ngoài bìa, mặt nó hơi đen, chính vì vậy ta đổi tên là
hồ tràm. Còn con bé kế bên, mặt nó lúc nào cũng rủ rượi muộn phiền. Chính vì vậy ta đặt tên là Hồ Than Thở. Còn con bé kế bên nữa, nó rất là nhanh nhẹn, lý lắc. Chính vì vậy ta đã đặt tên là Hồ Con Rùa. Còn con bé này mê coi phim kiếm hiệp TVB. Chính vì vậy ta đã đặt tên là Hồ Sơ Trinh Sát. Người thấy thú vị không? Còn ta, ta luôn vì sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy ta cũng đã đổi tên rồi. Hồ gì? Hồ Bơi. Trời ơi, vậy là tụi bay đúng là cái lũ hồ đồ mà. Các người thôi đi. Không được sư phụ à, hồ bơi này sâu lắm, 5 mét lần đó. Ta không quan tâm. Nhưng mà nhiều người đã chết đuối trong đó rồi. Thêm đi. Đối với sư phụ bây giờ, tình yêu không còn phân biệt giống loài, không còn phân biệt môn phái, cũng không còn phân biệt tuổi tác. Chỉ cần hai trái tim hòa cùng nhịp đập, tìm đến với nhau là đã hạnh phúc rồi, có phải không muội muội? Đó gọi là tình yêu đó. Thôi, vai trò nhân vật chủ đề của ta đến đây đã hết. Chúng ta đi thôi nào. Khoan đã, sư phụ. Gì nữa? Trong đây, tụi con đã cực lực, không ngại đường xa. Đến đây giải cứu sư phụ. Chủ đề ở đây phải là con. Vậy thì cái tình ở đây phải là tình thầy trò chứ. Không được, nó phải là tình yêu. Không phải là tình thầy trò. Nãy giờ suy nghĩ kỹ lắm rồi.